con nhện nó dằn tên nó bắt khỉ luôn rồi nè. Trời ơi, để mình bà lấy những cái tên ra. Nhưng mà mình ngứa lưng quá. Trời, thì ra trên lưng của hà mã có rất là nhiều con sâu bọ nó bám lên nè. Ken Channel. Bé Na và Ken Channel xin chào các bạn. Hôm nay hãy theo chân của chị Bi Trắng đi vào trong khu rừng nha. Ây da, đau quá. Ôi, hai em chim sao vậy? Cái tổ của em ở trên cây, em bị rơi xuống. Bây giờ không biết làm sao để lên được. Ôi, mẹ của em đi đâu rồi hả? Thôi được rồi, để anh đưa em lên nha. Nhưng mà nếu hai tay của anh mà ẵm em á thì không còn tay để leo lên cây nữa. Thôi đợi xíu, anh sẽ làm một cái tổ để em bỏ hai em chim vô rồi anh mang lên cây nha. Đợi anh xíu. Rồi, quấn cái dây này lại. Rồi, quấn lại thành cái tổ. Rồi, leo vô. Rồi, anh sẽ đeo nó như đeo cái ba lô vậy đó. Bây giờ anh sẽ leo lên trên cây cao để anh đưa em lên tổ nha. Rồi, bình tĩnh. Rồi, đu lên. Ây da, cái gì vậy? Trời ơi, chui qua cái mấy cái cây tầm gửi mà nó quấn đầy người mình hết trơn á. Không sao, mình chỉ cần lắc là được à. Ôi da, con bọ xích. Trời ơi, nó xì ra hôi quá. À, để chị Bi Trắng giúp cho. Chị Bi Trắng sẽ làm tan biến hết mùi hôi. Rồi, cảm ơn. Rồi, thôi mình bò qua đây đi. Nó đậu bên đó rồi thì mình qua đây. May quá nhờ có chị Bi Trắng. Ôi trời. Mũi. Trong rừng có rất là nhiều mũi nè. Ê, giúp mình. Nếu không con mũi mà chết mình là mình thả tay ra là té mấy em chim á. Ơi, được rồi, xong rồi đó. Ê, cảm ơn. Ôi trời ơi. Ai da, con nhện nó dằn tên. Nó bắt khỉ luôn rồi nè. Giờ làm sao đây? Trời ơi, để mình bà lấy những cái tơ ra. Ôi trời ơi, thôi nhảy qua đây cho an toàn. Sao mấy em chim làm tổ gì mà cao quá vậy? Leo nãy giờ còn chưa tới nữa nè. Ôi gì vậy? Quốc nè, thấy mình giống con Tường Lộc không? Con Tường Lộc có ông già Noel á. Mình mới chưa qua lùm cây nên nó dướng tùm lum hết trơn á. Ây da, cái dây. Trong rừng có nhiều dây này lắm. Nó rơi xuống nó quấn chúng khỉ rồi. Cứu. Cảm ơn chị Bi Trắng nha. Sao trong rừng có nhiều thứ không biết nữa. Ui da, giật mình à. Ai lại để cái bong bóng ở đây mà nó nổ hết hồn à. Gần tới chưa? Dạ, tới rồi anh khỉ ơi. Đã về tới nhà em rồi. Em cảm ơn anh khỉ. Ừ, em cẩn thận nha, đừng để rơi xuống tổ lần nữa nha. Mình tìm cả buổi rồi mà không tìm được đúng cái lá cây thuốc để về cho ngoại mình. Bà ngoại đang bị bệnh nặng. Rùa ơi, sao rùa khóc vậy? Để anh chó phụ tìm cho em nha. Dạ. Cây thuốc là cây nào? Đây nè, ba loại này là cây thuốc mà ngoại em cần. À, cái cây có bông màu vàng. À, đây nè, thấy rồi. Rồi, để mình ngửi coi. Đúng rồi, nó nè. Đây đúng không? À, đúng rồi. Còn cái cây có trái màu đỏ nữa nè. Và một cái cây có cái lá mà có viền trắng ở giữa. Đây nè, đúng mùi này luôn. Đánh hơi là nghề của chó mà. Mình đánh hơi giỏi lắm. Đây, được rồi, bây giờ mình sẽ mang về cho em rùa. Ôi trời ơi, nhà em rùa ở bên kia xong. Bây giờ làm sao mình qua được đây? À, nó có những cái mỏm đất lên kìa. Mình nhảy lên đây thử. Hy vọng sẽ không bị lọt xuống nước. Hay, đúng rồi. Nhảy lên. Ôi trời ơi, ướt mềm rồi à. Cái miếng đất đó là nó bị bể. Thôi mình sẽ không leo lên nữa. Leo lên mất công mình bị lọt xuống nước ướt mềm à. Đây, nhảy lên đây. Ôi trời ơi, cây cỏ nhiều quá quấn mình rồi. Không được. Ý, có lá sen kìa. Trời ơi, lá sen nó mềm quá mình bị lọt rồi. Không được, phải nhảy lên trên đây mới đúng nè. Nhảy lên, gần tới rồi. Thôi nhảy lên lá sen cho nhanh. Ôi trời ơi, ướt mềm rồi, bị lọt xuống rồi.
Không được, không được, không thể đi tắt được rồi. Mình phải đi qua đi lại, đi qua đi lại trên cái mỏm đất này mới đúng. Tới rồi, tới rồi. À, nhà em rùa kìa. Dạ, đây là cây thuốc đây à, bà ngoại ăn đi. Con tìm cực khổ lắm á. Ôi, bà khỏe rồi, bà khỏe rồi. Cảm ơn bạn chó. Bạn chó thiệt là tốt bụng. Không có gì. Mình rất là vui khi giúp đỡ mọi người. Ây, trời, đau cổ họng quá, chịu không nổi. Bạn Hà Mã, bạn bị sao vậy? Mình không biết nữa, trong miệng mình có cái gì đó là mình đau lắm. Đâu đâu, bạn nghe răng ra mình kiểm tra thử. Nè. Trời, sao trên miệng của bạn dính nhiều thức ăn quá vậy? Để mình lấy giùm cho nha. Như vậy là không có tốt cho răng rồi. Mình là loài chim có cái miệng nhọn nè. Mình chuyên mổ những cái thức ăn. Để mình mổ mình lấy ra giùm cho. Trời ơi, ăn cái gì mà dính tùm lum hết trơn à. Rồi, sẵn đây mình đánh răng luôn cho. Bạn Hà Mã không thấy hả? Mấy bạn nhỏ coi phim trên KN Channel á, thành viên của bé Na đó. Mấy bạn đó ngoan lắm. Mỗi tối và mỗi sáng đều đánh răng sạch sẽ hết. Hà Mã phải bắt chước mấy bạn nhỏ đó chứ. Thấy mấy bạn đó giỏi ghê không? Các bạn đang xem video của bé Na ơi, các bạn đã đánh răng chưa? Nhớ trước khi đi ngủ là đánh răng nha. Đừng để cái răng vàng thè như của Hà Mã. À, mình đánh răng xong thì cũng phải nhớ chà lưỡi nữa. Chứ nếu không cái lưỡi nó dơ nè, là mình dễ bị đau cổ họng và dễ bị ho lắm. Đó, thấy chưa? Khi mình chà lưỡi thì nó sẽ sạch bon và cái lưỡi mình sẽ bình thường trở lại rồi nè, thấy chưa? Rồi, xong rồi đó Hà Mã. Hết đau chưa? Ờ, hết rồi. Nhưng mà mình ngứa lưng quá. Trời, thì ra trên lưng của Hà Mã có rất là nhiều con sâu bọ nó bám lên nè. Để nó sống ký sinh á. Nó đi theo Hà Mã để nó cắn á. Rồi, gặp ai chứ gặp chim thì đừng có lo. Cái miệng của chim rất là nhọn. Chim nhổ, chim bắt được hết mấy con sâu bọ này. Dám leo lên lưng Hà Mã hả? Mình là bạn của Hà Mã, mình không để cho mấy con sâu bọ này làm Hà Mã bị đau đâu. Trời ơi, còn có hai con nữa lần nè. Yeah, xong rồi. Ôi trời ơi, lưng của Hà Mã bị đỏ rồi. Để mình xuất thuốc cho nha. Mình thoa lên thì bạn sẽ thấy hết đau liền à. Đó, thấy chưa, thấy chưa, nó hết bị đỏ rồi kìa. Và bạn sẽ hết ngứa liền thôi. Đây, xong rồi, thấy thế nào? Ôi, cảm ơn, cảm ơn. Mình hết ngứa rồi, mình thấy dễ chịu lắm. Mình hứa từ rày về sau mình sẽ tắm rửa sạch sẽ và nhớ đánh răng nữa. Ừ, nhớ nha. Xin chào các bạn. Na lại có đồ chơi mới đây. Đây là xe ngựa hoàng gia. Xe ngựa này chỉ để chở công chúa và các quý tộc thôi. Để Na lấy ra cho các bạn xem nha. Đây, đây là chú ngựa nè. Hello, xin chào bạn ngựa. Ê, bạn ngựa hát cái đầu dễ thương quá. Thiệt là dễ thương. Về cái chân lắc lắc được luôn kìa. Ý, nó có cái lông màu xanh ở trên đầu. Thiệt là đẹp. Đây là cái yên ngựa nè. Để cho người ngồi trên ngựa ngồi lên cho không bị đau á. Dây cương ngựa cũng màu vàng luôn. Ngoài ra cái đuôi con ngựa cũng màu xanh nè các bạn. Nó giống như cái lông ở trên đầu á. Rồi cái chân nữa. Cái chân nó có cái móng chân là màu xanh luôn. Ngựa này điểu quá à, sơn móng chân nữa chứ. Còn đây là cái kiệu. Cái kiệu được móc vô con ngựa. Khi con ngựa chạy đi nó sẽ kéo cái kiệu này đi nè. Đây là chỗ ngồi. Leo lên đây ngồi nè, êm lắm. Wow, đây nó có viền kìa, đẹp chưa? Đúng là đồ của công chúa có khác. Còn ở đây, đẹp quá à. Trái tim, rồi cái bánh xe cũng có hoa văn nữa. Wow, đẹp quá. Hai bên đều làm giống nhau luôn. Cái kiệu này đẹp quá à. Tại sao con khóc? Bà Tiên ơi, ở cung điện có buổi tiệc nhưng mà con chẳng có quần áo đẹp để mặc đi.
Được rồi, bà Tiên sẽ giúp cho. Được không bà Tiên? Bà Tiên làm được hả? Nhưng mà từ đây đi tới chỗ cung điện cũng còn xa lắm. Chắc là bị trễ giờ rồi, con đi không kịp đâu. Được rồi, có bà Tiên giúp đỡ thì chuyện gì cũng xong hết. Đừng có lo nha. Hãy chuẩn bị nha. Bà Tiên làm thép đây, hồ biên. Wow, bộ đồ thiệt là đẹp bà Tiên ơi. Cái đầm này màu hồng dễ thương quá à. Cảm ơn bà Tiên, cảm ơn bà Tiên. Được rồi, không có gì. Dạ. Để bây giờ bà Tiên làm tiếp nha. Hồ biên. Wow, một chiếc xe. Chiếc xe ngựa. Ngựa ơi ngựa, trời ngựa dễ thương quá à. Nhưng mà con không có biết chạy ngựa đâu. Con ngồi lên con ngựa chắc con ngựa bị ngã quá. Bây giờ làm sao đây? Con đừng có lo, đừng có lo. Để bà Tiên làm phép cho có một người ra chở đi nha. Hồ biên. Wow, bà Tiên thiệt là hay. Làm phép có một chị đi cưỡi ngựa luôn nè. Ừ, thôi con hãy tranh thủ đi đi. Dạ, cảm ơn bà Tiên. Vậy là nhờ bà Tiên mà mình có được bộ đồ đẹp rồi. Mình có thể đi dự tiệc rồi. Thôi mình leo lên xe ngựa đây. Đi thôi. Từ đây cho tới cung điện rất là xa. Băng qua cánh rừng này, băng qua cánh rừng kia mới tới. Tới cung điện rồi đây. Em hãy xuống đi. Vậy là tới được cung điện rồi. Nhờ có bà Tiên giúp đỡ đó. Vậy là mình đã hoàn thành nhiệm vụ bà Tiên giao cho mình rồi. Em cảm ơn chị, nhờ chị chở em tới đây đó. Không có gì, không có gì. Thôi em hãy vô cung điện đi. Chị về đây. Dạ, cảm ơn chị. Bye bye nha. Bye bye. Wow, tới được cung điện rồi nè các bạn ơi. Nhờ có bà Tiên mà mình có đồ đẹp và có xe ngựa để tới cung điện để dự tiệc với hoàng tử rồi. Thôi mình đi vô đây để trễ giờ. Bye bye các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Các bạn hãy nhấn vào video mà mình muốn xem trong màn hình này để xem tiếp nha. Dù đang xem bằng điện thoại hay bằng vi tính đều có thể nhấn được và xem được hết. Và nhớ nhấn vào nút đăng ký thành viên để nhận được thông báo khi nào đăng video mới lên YouTube trên kênh KN Channel. Hoàn toàn miễn phí nên các bạn cứ yên tâm nha. Cảm ơn các bạn.